Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Sự cởi mở về chính sách và xu hướng nghỉ dưỡng, hưởng thụ những dịch vụ đẳng cấp đã và đang tạo động lực cho bất động sản sân golf phát triển nhanh chóng. Đây sẽ là một trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xu hướng đầu tư 2022, bất động sản sân golf lên ngôi. Thị trường văn phòng cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh sôi động trở lại. Kinh tế Trung Quốc trả giá vì siết chặt tín dụng bất động sản. Thưa quý vị, theo số liệu của Hiệp hội Golf Việt Nam, hiện cả nước có gần 80 sân golf đang hoạt động. Con số này dự kiến đạt 100 vào cuối năm nay và tiến tới mốc 200 vào năm 2025. Về số lượng người chơi, nếu tính cả số đang tập và bắt đầu chơi, thì con số tại Việt Nam là rất lớn, có thể lên tới 100.000 người. Dự kiến số lượng người chơi golf sắp tới sẽ tăng vượt bậc, có thể là theo cấp số cộng ở những năm tiếp theo. Trước đây, những dự án sân golf chỉ dừng lại ở các hạng mục đơn lập, tức là chỉ có sân golf. Cho đến khi nhu cầu của người chơi tăng lên, các tiện ích khác cũng bắt đầu được tính tới. Từ đây, những dự án sân golf có tích hợp bất động sản, dịch vụ ra đời và nhanh chóng tạo thành cơn sốt đầu tư. Theo giới chuyên gia, bất động sản sân golf luôn nằm trong danh sách ưu tiên đầu tư của khách hàng, kể cả trong giai đoạn thị trường bị tác động bởi dịch bệnh. Có rất nhiều yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của bất động sản sân golf như vị trí đắc địa trong lòng hoặc liền kề sân golf, tính khan hiếm, khả năng cho thuê đạt lợi suất cao nhờ tập trung vào nhóm khách hàng thượng lưu, tiềm năng tăng trưởng giá trị lớn. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, Bất Động Sản Sân Góp điển hình là biệt thự Sân Góp là sản phẩm cao cấp hướng tới phục vụ tầng lớp tinh hoa, do đó hiệu quả đầu tư rất cao. Dù vậy, thị trường hiện nay vẫn chưa có được một dự án nào được đầu tư một cách bài bản quy mô đúng chất của một golf resort, phục vụ nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao cho nhà đầu tư. Ngay cả những dự án được xem là nổi danh trong các năm qua cũng đang gặp phải ít nhiều hạn chế. Có dự án khu biệt thự nằm trong quần thể resort tách biệt hẳn với sân golf. Có dự án biệt thự lại chỉ giao thô để khách hàng tự quản lý, khai thác. Có dự án xây dựng quá nhiều khiến đường xá chật hẹp, tầm view hạn chế có dự án số lượng quá ít không thể đảm bảo tiêu chuẩn vận hành. Thông tin về một số dự án sắp xuất hiện tại phía Tây Hà Nội làm sao động giới đầu tư toàn miền Bắc. Thị trường kỳ vọng thời gian tới đây sẽ là bom tấn kích hoạt sóng và tạo nhiệt cho thủ đô trong nửa cuối năm 2022 này. Trong 3 tháng qua, thị trường bất động sản thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh sôi động và tiếp tục tăng trưởng, thậm chí đã quay về mức trước đại dịch Covid-19. Theo các chuyên gia, bất động sản, sự thiếu hụt nguồn cung trong hơn nửa năm qua đã làm động lực chính cho thị trường này sôi động trở lại. Hiện giá thuê văn phòng hạng A tại thành phố Hồ Chí Minh đã đạt mức trung bình là 57,71 đô la Mỹ một mét vuông, cao hơn 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái và quay về mức giá năm 2020. Theo đánh giá của các công ty bất động sản, suốt nửa đầu năm nay thị trường chưa có thêm nguồn cung văn phòng hạng A nào giúp giảm áp lực về giá cho khách thuê. Vì vậy, tỷ lệ văn phòng hạng A còn chống hiện đang ở mức 6,6%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, trong quý 2 năm nay, giá thuê văn phòng hạng A ở cả khu trung tâm thành phố lẫn khu nam thành phố Hồ Chí Minh đều đang tăng nhẹ so với quý trước. Theo đó, ở trung tâm thành phố, nơi luôn khát mặt bằng cao cấp thì có giá thuê đạt mức là 62,67 đô la Mỹ một mét vuông. Còn ở Nam thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng hạng A ghi nhận giá thuê là 34,09 đô la Mỹ một mét vuông nhờ vào nguồn cung mặt bằng rộng rãi và phong phú hơn. Theo Bộ phận Chiến lược và Giải pháp cho khách thuê của Night Frank Việt Nam, thị trường khách thuê vẫn ưa chuộng các địa điểm trung tâm. Tuy nhiên, muốn tìm thuê diện tích sàn từ 1.000m2 trở lên với ngân sách giới hạn, thì khách thuê sẽ phải cân nhắc những thị trường ngoài khu vực trung tâm. Tỷ lệ hấp thụ văn phòng hạng B với gần 4.000m2, phần lớn đến từ vùng phụ cận trung tâm và các khu vực ngoài trung tâm khác. Tỷ lệ văn phòng hạng B còn chống là 8,2%, cao hơn so với cùng kỳ quý 1 năm nay. Hiện văn phòng cho thuê hạng B hoạt động ổn định với giá thuê trung bình ở mức là 33,79 đô la Mỹ một mét vuông, cao hơn năm ngoái 5,9% nhưng lại giảm 0,7% so với quý 1 năm nay. Lý do của việc giảm giá này là một số tòa nhà văn phòng hạng B ở khu trung tâm và vùng phụ cận giảm giá thuê nhằm hút khách. Theo dự đoán của các công ty nghiên cứu thị trường bất động sản, giá thuê trung bình của văn phòng hạng A và hạng B sẽ đi theo hai xu hướng khác biệt. Trong đó, văn phòng hạng A dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá trước khi thị trường có thêm nguồn cung khoảng hơn 184.000m2 diện tích sản trong năm 2023 và 2024. Còn văn phòng hạng B được dự báo vẫn giữ giá thuê ổn định trước khi giảm giá vào năm 2023 và 2024 nhằm cạnh tranh với các văn phòng hạng A và văn phòng hạng B mới sẽ gia nhập thị trường. Mặc dù vậy, các xu hướng đến từ khách thuê tìm kiếm tòa nhà tốt hơn, hay chuyển văn phòng khỏi khu trung tâm, hoặc sắp xếp điều kiện làm việc linh hoạt cho nhân viên cũng phần nào giúp giảm tải cho thị trường. Trong tháng 5, giá nhà tại Trung Quốc đã chứng kiến tháng giảm thứ 9 liên tiếp, điều đó cho thấy nhu cầu mua vẫn yếu bất chấp sự hỗ trợ từ chính quyền Bắc Kinh. Cụ thể theo số liệu được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 16 tháng 6, giá nhà mới tại 70 thành phố của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm 0,17% so với tháng 4, mức giảm là 0,3% trong tháng 4. Các số liệu cho thấy lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc vẫn suy yếu trong bối cảnh triển vọng kinh tế xấu đi, cùng với đó là cuộc khủng hoảng việc làm ngày càng nghiêm trọng. Bất động sản từng chiếm tới 60% tài sản của người dân Trung Quốc, giá nhà đã tăng liên tục kể từ những năm 2000, thúc đẩy đầu cơ. Bắc Kinh đã bắt đầu để mắt tới ngành công nghiệp này vào năm 2016. Khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố nhà để ở không phải để đầu cơ. Nhưng phải đến năm 2020 thì cơn bão quy định mới cản quét lĩnh vực này. Những quy định mới giáng đòn vào ngành công nghiệp địa ốc, đầy China, Evergrande, nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc và hàng loạt công ty bất động sản khác phải vào cảnh vỡ nợ. Theo Bloomberg, các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã vỡ nợ ít nhất 18 tỷ đô la Mỹ trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ và 2,5 tỷ đô la Mỹ trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ. Tài sản của các tỷ phú bất động sản cũng bốc hơi. Ông Vương Kiện Lâm, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt, chứng kiến tài sản giảm 61% giá trị so với cuối năm 2019. Tài sản của tỷ phú Sun Hongbin, nhà sáng lập Sunac China Holdings, bay hơi 90% còn ông hứa gia ấn tỷ phú sáng lập China Evergrande mất gần 24 tỷ đô la Mỹ. CNBC đưa tin, theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, kể từ đầu năm đến nay, 22 công ty phát hành trái phiếu lãi suất cao của Trung Quốc, tất cả đều liên quan đến lĩnh vực địa ốc đã vỡ nợ hoặc là không thể trả đúng hạn những trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ. Theo công ty xếp hạng tín nhiệm Moody's, thước đo mức độ rủi ro đối với nợ ở châu Á đã vượt ngưỡng cao nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Nguyên nhân chính là sự tụt hạng của các công ty bất động sản Trung Quốc. Trong 9 tháng qua, Moody's đã có 91 lần hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của các tập đoàn địa ốc Trung Quốc. Cơ quan này cho biết đó là tốc độ hạ bậc chưa từng có. Năm nay, giới chức Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn sự suy thoái của lĩnh vực bất động sản đang đè nặng lên nền kinh tế thứ hai thế giới. Những biện pháp hỗ trợ được đưa ra bao gồm kêu gọi các nhà băng cho vay nhiều hơn, giảm lãi suất vay thế chấp và nới lỏng một số quy định về việc sở hữu nhà đất. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại vẫn thận trọng với ngành công nghiệp bất động sản, nhất là với những tập đoàn tư nhân. Thêm vào đó, việc Bắc Kinh siết tín dụng dẫn tới cuộc khủng hoảng thanh khoản của các tập đoàn địa ốc đã làm sói mòn niềm tin của người mua nhà. Trên đây là những thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một tháng mới tràn đầy năng lượng và thành công hãy bấm nút like và theo dõi kênh để cùng mây lên cập nhật những tin tức nóng hổi về thị trường bất động sản kinh tế kinh doanh và công nghệ xin chào và hẹn gặp lại